Thưa quý vị, câu chuyện về các khoản thu chi tại các trường học luôn là đề tài nóng mỗi dịp đầu năm học. Để tránh có những điểm nóng gây bức xúc trong phụ huynh, các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tiến hành công khai minh bạch các khoản thu chi. Nhiều trường học linh động điều chỉnh một số khoản thu không bắt buộc nhằm giảm bớt nặng cho phụ huynh. Nếu những năm học trước, một số trường học có khoản thu đăng ký sử dụng tin nhắn SMS có tính phí, thì năm học này, nhiều trường đã bỏ khoản thu này, thay vào đó sử dụng nền tảng mạng xã hội loại hình nhắn tin đa phương tiện miễn phí để truyền tải các thông tin, thông báo từ trường tới phụ huynh. Thì nghị quyết 98 của Hội đồng nhân thành phố trong cái danh mục được phép thu không có phí FNS không có hiện nay không có. Nhưng hiện nay để mà làm được cái hồ sơ điện tử, liên số liên lạc hoặc bà điện tử hoặc là quản lý về con người nhân sự cũng như đánh giá chất lượng thì hiện nay chúng tôi có cái phần mềm của sở dục đào tạo đã được sử dụng 3 năm nay rồi và dùng cái phần mềm đó chúng tôi xuất cả liên lạc điện tử học bài điện tử và không thu bất kỳ một phí nào của phụ huynh. Năm học này học sinh toàn thành phố được miễn học phí nên các khoản thu bắt buộc tại nhà trường chỉ bao gồm bảo hiểm y tế, phí vệ sinh trường học dao động từ 100.000 đến 130.000 đồng một học sinh một năm đối với bậc tiểu học, từ 50.000 đến 90.000 đồng một học sinh một năm đối với bậc trung học cơ sở. Các trường học cũng chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không thu thêm bất cứ một khoản thu nào ngoài quy định thì về thu thì chúng tôi vẫn triển khai đó là tất cả các khoản thu theo quy định và đặc biệt là không để phụ huynh người ta phản ứng về cái việc thu của, nhà trường trong mẫu đào năm học để đảm bảo cái công bằng trọng sinh trong cái việc đóng góp cũng như là thực hiện các khoản thu đầu năm đúng theo quy định. Mới đây trước dư luận về vấn đề dạy học các môn học liên kết, xã hội hóa trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các trường chỉ dạy ngoài giờ chính khóa trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học để kịp thời có những nhắc nhở, xử phạt các vi phạm nếu có. Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân và Phòng Giáo dục Đào tạo các quận huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nếu các trường vẫn chưa tiến hành điều chỉnh, khắc phục những vi phạm nếu có, thì chúng tôi sẽ tổ chức thanh tra, xử phạt và kiến nghị với phòng với Ủy ban Nhân dân các quận huyện phối hợp xử lý theo quy định. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thu chi không hợp lý là việc không công khai, không minh bạch ngay từ đầu và cao bằng mức thu. Vì vậy, để phụ huynh học sinh không phải băn khoăn và yên tâm trước những khoản tiền đóng góp của con em mình, các trường học cũng quán triệt việc thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường lớp đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.